Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nhanh chóng tiếp cận với công nghệ và mô hình kinh doanh online. Đây là hướng đi mới trong bối cảnh chuyển đổi số được coi là một giải pháp góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, giúp các hợp tác xã tiếp cận nhanh với thị trường sau đại dịch COVID-19. Hơn 100 doanh nghiệp hợp tác xã nông sản, du lịch tại Hà Giang đã được các chuyên gia của Cục Xúc tiến Thương mại hướng dẫn tiếp cận tổng quan chuyển đổi số, xây dựng kênh phân phối số hiệu quả. Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp hợp tác xã cũng được hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi bước đầu tiếp cận chuyển đổi số như đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kỹ năng livestream quảng bá giới thiệu sản phẩm, video marketing và chăm sóc khách hàng. Qua hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực triển khai chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp hợp tác xã nhanh chóng tìm đầu ra cho sản phẩm trong bối cảnh thị trường và kênh tiêu thụ còn gặp nhiều thách thức. Ảnh hưởng của đợt mưa lũ hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã khiến hàng trăm hecta dưa hấu Kỳ Lý vụ đông xuân bị hư hỏng nặng. Vượt qua khó khăn cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, hướng dẫn của công ty giống, vụ hè thu năm nay, người trồng dưa huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã thu về hàng chục triệu đồng, nên ai nấy cũng phấn khởi. Vụ đông xuân vừa qua, gia đình anh Nguyễn Minh Cảnh trồng 2 sào dưa hấu. Tuy nhiên, đợt mưa lũ đã làm hơn 60% diện tích bị hư hỏng. Đến vụ hè thu, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hướng dẫn kỹ thuật của công ty giống, trên diện tích 2 sào, anh Cảnh đã thu hoạch được 3,2 tấn dưa. Với giá bán 9.000 đồng 1 kg, gia đình sẽ thu về hơn 28 triệu đồng. Vụ đông xuân vừa rồi thì do trận mưa lụt vừa rồi thì cũng dưa cũng thiệt hại nè, nhưng mà cũng nhờ công chăm sóc mà lấy lại được giống. Để có giống này mà để lùm lại vụ hè thu này. Mà nhờ cũng bón được gió mới được, cũng được mùa nên cũng có đồng ròm vô để thu nhập cho gia đình. Huyện Phú Ninh được xem là thủ phủ dưa hấu của tỉnh Quảng Nam và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dưa hấu Kỳ Lý vào năm 2009. Nhưng những năm qua, tình trạng được mùa mất giá khiến người dân luôn thấp thỏm. Mong muốn lớn nhất của bà con là làm dưa, để chuyển đổi cây trồng làm dưa thay vì cây lúa thì phát triển hơn, mà mong muốn của bà con là nhờ cấp chính quyền và đảng và nhà nước tạo mọi điều kiện để con đường đi ra trong thị trường để cho bà con dễ bón để nâng cao cuộc sống. Thì vừa qua thì sau khi sản xuất vụ đông xuân bị mất mùa do cơn mưa ở cuối vụ thì người dân đã tập trung sản xuất lại. Và hiện nay diện tích trên địa bàn huyện thì tầm khoảng được 230 ha. Và đến nay đã có một số diện tích dưa đã đưa vào thu hoạch. Và năng suất thì khoảng tầm 22 tấn đến 25 tấn một ha. Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, người dân trồng dưa hấu của tỉnh Quảng Nam nói chung và dưa hấu Kỳ Lý nói riêng đã có thu nhập đáng kể, góp phần vào việc chuyển đổi thành công cây trồng. Để người dân an tâm với mặt hàng nông sản có giá trị và thương hiệu này, các cơ quan chức năng cần tăng cường hướng dẫn kỹ thuật nguồn cây giống để chống chịu với sâu bệnh và sự biến đổi của thời tiết, đặc biệt là nghiên cứu thị trường để bảo đảm đầu ra bền vững. Ngày 2 tháng 7, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tổ chức Ngày hội Hiến máu hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ Giọt hồng cao nguyên năm 2022. Đông đảo cán bộ, viên chức lực lượng vũ trang và nhân dân đã tham gia hưởng ứng. Hành trình đỏ năm 2022 là chương trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, nhằm kêu gọi các lực lượng trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp tục truyền đi tinh thần nhân văn cao cả ra cộng đồng. Trong dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động khoảng 2.500 người đăng ký hiến máu và mục tiêu tiếp cận trong đợt này ít nhất là 600 đơn vị, kịp thời đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Phú Yên đang có chiều hướng bùng phát trên diện rộng. Do không được phát hiện và hỗ trợ điều trị sớm, nên khi đưa vào bệnh viện, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu trở nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên điều trị. Trong đó có không ít trường hợp đã xuất hiện các dấu hiệu phát ban, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, chuyển biến nặng. Lúc đầu em chủ quan, cảm thì em không nghĩ là mình sốt xuất huyết, em chỉ ra tiệm mua thuốc về uống thôi. Uống tầm cỡ vài tiếng thì nó hết, xong nó sốt lại bình thường.
Đến nay, tỉnh Phú Yên phát hiện 64 ổ dịch sốt xuất huyết tại 41 trên 110 xã phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố và đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, trong đó có 4 ca rất nặng gồm 2 trẻ em và 2 người lớn. Dự báo số ổ dịch và số ca mắc sốt xuất huyết còn có khả năng lan rộng khi chỉ số muỗi gây sốt bắt đầu tăng do nắng, mưa xen kẽ. Đối với người dân thì chúng ta mà có những biểu hiện mà sốt thì chúng ta tốt nhất là phải đến cơ sở y tế mà chúng ta khám và chúng ta có hướng chẩn đoán điều trị và theo dõi hàng ngày, chứ không nên là chúng ta tự ở nhà điều trị. Vì tự ở nhà điều trị thì chúng ta sẽ bỏ sót ra các cái bệnh cảnh sốt xuất huyết cũng như các dấu hiệu cảnh báo có dấu hiệu nặng và để dễ đến nguy cơ là bệnh diễn biến nặng hơn và không bình thường, phải đến tại cái cơ sở y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương quyết liệt trong xử lý các ổ dịch tại cộng đồng, tăng cường truyền thông diệt muỗi, bọ gậy, ngành y tế củng cố duy trì hoạt động của nhóm điều trị bệnh sốt xuất huyết và đường dây điện thoại nóng, xử lý các dụng cụ chứa nước xung quanh nhà dân, tăng cường nhân vật lực cho các cơ sở y tế, cơ sở thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý bệnh sốt xuất huyết. Nhằm giới thiệu về nghề nhuộm vải tự nhiên của dân tộc, đồng thời gìn giữ và phát huy các nét đẹp truyền thống của cổ phục Việt Nam qua các triều đại, ngày 2 tháng 7 tại Ninh Bình, nhà triển lãm 3.000 Art đã tổ chức triển lãm trình diễn nhuộm vải tự nhiên và cổ phục với tựa đề Nếp màu tự nhiên. Triển lãm Nếp màu tự nhiên trưng bày 15 bộ cổ phục Việt Nam và 27 tấm vải đũi tơ tằm được nhuộm hoàn toàn bằng màu sắc tự nhiên như gỗ tô mộc, cao tràm, lá bàng, lá ngải, trầu không, vỏ vải khô, hồng hoa, tổ cánh kiến. Đồng thời tại đây tái hiện lại một phần của quá trình nhuộm vải cũng như chia sẻ câu chuyện của người làng lụa Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Qua đó hướng tới chia sẻ giá trị văn hóa, di sản nghề thủ công mang đậm bản sắc dân tộc cho các thế hệ trẻ. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 7 với các hoạt động như là trưng bày, phục dựng lại một phần không gian cổ phục Việt, tái hiện lại quy trình nhuộm vải và các chuyến du lịch qua miền di sản, chuỗi tham quan qua ảnh cổ phục tại các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều năm tái định cư, mùa nắng hạn năm nay, bà con đồng bào Đan Lai ở bản Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã không còn phải vất vả đi lấy từng giọt nước ở cách xa nhà hàng km nữa. Bản đã có hai điểm lấy nước sạch phục vụ bà con sinh hoạt. Nguồn nước này được bộ đội biên phòng đồn Môn Sơn và các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con. Từ ngày có bể nước về ngay trước bản, chị Liên và bà con nhân dân trong bản Cửa Rào không phải lo lắng việc đi lấy nước sinh hoạt hàng ngày như trước đây nữa. Chuyển ra tái định cư ở đây từ năm 2003, nhưng hàng năm đến mùa nắng hạn, người dân nơi đây vẫn rất khó khăn về nước sinh hoạt. Đến mùa tháng 5 hạn hán thì bà con khổ lắm bà. Nhiều khi con nước uống con không có. Rửa chén thì phải tiết kiệm từng ngày, đi múc nước phải tiết kiệm. Nhiều khi người có xe thì có xe đi kéo, con người không có xe thì phải bỏ phể vô đi phể từng căn nữa để trở về để sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn nhà nước đã quan tâm rồi giúp dân có nước để sinh hoạt hơn. Giờ thì bà con rất cảm ơn và vui mừng khi có nước về sinh hoạt hàng ngày để tiện lợi hơn để sử dụng hàng ngày cho bà con ạ. Để giúp người dân bản Cửa Rào giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vận động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ ngày công của cán bộ chiến sĩ biên phòng triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng đường nước phục vụ sinh hoạt cho đồng bào tại bản Cửa Rào. Công trình gồm một tháp nước cao 15 mét, đường ống dẫn nước dài 700 mét và hai điểm lấy nước sinh hoạt tại bản, tổng trị giá hơn 65 triệu đồng. Quá trình thi công thì thực sự nói là do điều kiện nước nuôi nó khó khăn. Hai nữa là cái đường xá thì cái quá trình vận chuyển vật chất thì cũng là rất là vất vả. Anh em cũng chịu khó chung tay cùng với địa phương là nỗ lực trong 15 ngày để thi công xong công trình. Giờ hiện tại là công trình đã đi vào hoạt động và đưa được nước về cho bà con sử dụng, đảm bảo cái chất lượng cũng như là tiện lợi nhất. Thì dư bên viên phòng ủng hộ chứ để trong 37 hộ trong Đan Lai tại định cư tức là có cái nguồn nước chảy về đây thì rất là dân rất là vinh dự cảm ơn. Việc hoàn thành công trình dẫn nước sạch về bản của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn đã đáp ứng được sự mong mỏi nhiều năm nay của bà con người dân nơi đây.
giúp người dân giảm bớt khó khăn trong mùa nắng hạn, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no nơi bản tái định cư. Sau một thời gian dài gần như đóng băng bởi dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã mở cửa trở lại. Lợi dụng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao của người dân, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý để tung ra các tour du lịch ảo nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Do đó, người dân cần cảnh giác trước các tour du lịch giao bán trên mạng xã hội. Combo du lịch giá rẻ đang là một sản phẩm rất được ưa chuộng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi thị trường này thu hút và sôi động, thì tình trạng lừa đảo cũng phát sinh nhiều. Các đối tượng đưa ra các combo ảo thật rẻ để thu hút khách hàng, nhưng chất lượng lại không được như thực tế. Vì trải qua hai mùa dịch thì bây giờ du lịch mới được mở cửa trở lại và tất cả những cái đường bay của VN đã được mở lại, thì trên các thông tin đại chúng thì rất là nhiều và rất nhiều những cái tin và những cái phòng vé, những cái cơ quan người ta lợi dụng, người ta bán vé dở. Hay sự việc gần đây nhất là khi đoàn khách 144 người đi Phú Quốc gặp sự cố ra sân bay mới biết không có vé. Khi khách đã chọn các đại lý truyền thống thì khách sẽ được đảm bảo về quyền lợi là hoàn hủy đổi vé thì sẽ được xử lý nhanh chóng, kể cả các ngày thứ bảy và chủ nhật. Người dân nếu mà mua vé thì nên chọn các đại lý uy tín và có thâm niên trong nghề để mà mình có thể mua vé một cách an toàn và có chuyến đi thuận lợi nhất. Mánh khóe của những đối tượng là lợi dụng tình trạng khan hiếm vé, phòng nghỉ để quảng cáo. Thậm chí để tạo niềm tin, các đối tượng sẵn sàng cung cấp hình ảnh chứng minh nhân dân hay địa chỉ công ty để đối chứng. Tuy nhiên, đa phần đều không xác thực. Chúng ta nên đọc kỹ các cái thông tin về cái chương trình, bởi vì một cái sản phẩm mọi người đơn thuần chỉ nhìn vào cái tên sản phẩm và nhìn vào cái mức giá mà không đọc kỹ những cái điều kiện sử dụng. Thì nếu chúng ta tìm hiểu kỹ điều kiện sử dụng là bao gồm những dịch vụ gì, điều kiện thực hiện ra sao, thì chúng ta sẽ nắm bắt được rõ rằng là cái sản phẩm đó, cái chất lượng đó đã đầy đủ cái giá chưa và điều kiện áp dụng như thế nào. Và cái yếu tố thứ ba nữa là chúng ta cần tìm những cái trang website hoặc những cái đơn vị có uy tín. Tình trạng lừa đảo combo du lịch vào mùa cao điểm ảnh hưởng rất lớn đến du lịch Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp du lịch chính thống. Do đó cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng để xử lý triệt để. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thái Lan kỳ vọng đón hơn 7 triệu khách du lịch trong nửa cuối năm 2022, trong khi con số này chỉ đạt gần 2 triệu trong 6 tháng đầu năm. Chính phủ Thái Lan cho biết gần 2 triệu khách du lịch đã tới Thái Lan từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 6 vừa qua, mang lại cho nước này doanh thu khoảng 114 tỷ bạt, tương đương với 3,2 tỷ đô la Mỹ. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ước tính lượng khách đến Thái Lan trong cả năm nay ước đạt hơn 9,3 triệu khách với tổng doanh thu khoảng 1,27 nghìn tỷ bạt, tương đương 35,7 tỷ đô la. Du khách tới Thái Lan theo đường hàng không trong năm nay chủ yếu đến từ Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Mỹ, trong khi khách du lịch tới Thái Lan theo đường bộ đến từ Malaysia, Lào, Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc. Lượng khách du lịch nhập cảnh qua các trạm kiểm soát biên giới phía Nam Thái Lan đã tăng vọt kể từ khi chính phủ Thái Lan dỡ bỏ hệ thống nhập cảnh Thái Lan Pass từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Ngày 1 tháng 7, cơ quan vũ trụ của Brazil cho biết diện tích rừng Amazon ở Brazil đã bị tàn phá trong 6 tháng đầu năm nay, đã lên đến mức kỷ lục. Tính từ đầu năm đến nay, diện tích rừng Amazon, rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, bị phá đã lên tới 3.750 km², cao nhất kể từ khi các dữ liệu trong cùng giai đoạn bắt đầu được ghi nhận vào năm 2016. Kỷ lục gần nhất được ghi nhận vào năm 2021, khi diện tích rừng Amazon bị phá trong 6 tháng đầu năm là 3.605 km². Tính từ đầu năm đến nay, hơn 7.500 vụ cháy rừng đã được ghi nhận tại Amazon, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, và là các dữ liệu tồi tệ nhất được ghi nhận từ năm 2010. Ngoài ra, tháng 6 năm nay là tháng ghi nhận tình trạng cháy rừng tại Amazon xảy ra nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua. Dù mùa khô mới chỉ bắt đầu tại Amazon, nhưng đã kịp gây ra những hậu quả tàn phá môi trường tồi tệ chưa từng thấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố 17 nhân vật có những đóng góp lớn cho xã hội, văn hóa, chính trị và hòa bình thế giới sẽ nhận huân chương tự do của Tổng thống. Trong đó, tài tử da màu Denzel Washington là người duy nhất trong ngành giải trí góp mặt trong danh sách. Buổi lễ trao huân chương tự do của Tổng thống Mỹ dự kiến được tổ chức ngày 7 tháng 7 tại Nhà Trắng theo giờ địa phương.
cùng với Denzel Washington, một số biểu tượng của làng thể thao Mỹ như Simone Biles và Megan Rapinoe cũng nằm trong số những người nhận huy chương. Các nhân vật còn lại thuộc các lĩnh vực như chính trị, tôn giáo, hoạt động xã hội, giáo dục và quân sự. Ba nhân vật Steve Jobs, John McCain và Richard Tramka được vinh danh dù đã qua đời. Denzel Washington là một trong những diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi bật nhất thế hệ của ông. Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 50 năm, ông giành 2 giải Oscar cho các phim Glory và Malcolm X. Nam tài tử cũng nhận được 8 đề cử của Viện Hàn Lâm. Trong 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, hàng triệu người dân trên toàn thế giới đã bị mắc kẹt tại nhà do ảnh hưởng của các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều người đã tận dụng khoảng thời gian này để theo đuổi đam mê sáng tạo nghệ thuật. Một người đàn ông ở thành phố New York, Mỹ đã tự mày mò và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ độc đáo, mô phỏng các địa danh và tòa nhà đặc trưng của quận Brooklyn, nơi ông đang sinh sống. Chuyển đến Brooklyn từ những năm 1970, ông Aaron Winston Kinnard gắn bó với vùng đất này như quê hương thứ hai của mình. Chính thời gian ở trong nhà vì đại dịch đã thôi thúc ông sáng tạo và phát triển sở thích làm mô hình của mình. Ông Kinnard thường mất khá nhiều thời gian để hoàn thành các tác phẩm thu nhỏ, do ông phải tự tạo ra các cấu trúc liên kết các chi tiết, tô vẽ sơn màu chúng cho thật sống động. Không chỉ tái hiện các địa điểm thân thuộc ở Brooklyn, ông còn muốn gửi gắm quan điểm về các phong trào xã hội, kêu gọi quyền lợi cho người da màu tại Mỹ vào các tác phẩm của mình. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của đại dương. Biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội cũng như vấn đề an ninh quốc gia. Theo bài viết Phát triển bền vững kinh tế biển với định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay hành động của người dân và sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển và chủ quyền biển, hải đảo. Cơ chế mới cho doanh nghiệp nhà nước dám làm, dám chịu trách nhiệm là nhan đề loạt bài viết đáng chú ý trên báo Nhân dân cuối tuần số ra ngày hôm nay. Đang tồn tại thực tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước không dám và không thể theo đuổi những dự án đầu tư lớn do tâm lý sợ sai khi mà thay đổi trong cơ chế chính sách chưa rõ ràng nhất quán. Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 68 vừa được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2022 tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp thúc đẩy tiến trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, để cáng đáng được sứ mệnh lớn và khó khăn, doanh nghiệp không thể chỉ hoạt động theo nghị quyết. Cần phải có sự chuyển động đồng tốc từ các bộ, ngành để sớm đưa nghị quyết vào đời sống. Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 63 yêu cầu thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn. Từ nay cho đến khi năm học mới bắt đầu chỉ còn 2 tháng nữa, nhiều ý kiến khi băn khoăn chương trình sẽ được thiết kế lại thế nào và các trường rất mong chờ hướng dẫn để kịp lên kế hoạch năm học. Trao đổi với báo Quân đội Nhân dân, đại diện nhiều trường cho biết nội dung môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 rất khác trước, không bám theo thông sử mà thiết kế theo chủ đề, trong đó có những chủ đề được dạy ở bậc đại học chuyên về sư phạm lịch sử. Cách xây dựng như vậy là không phù hợp với chương trình đại trà. Việc thay đổi chương trình có thể ảnh hưởng nhiều hơn với khối trường công lập dạy một buổi một ngày. Chuẩn hóa chất lượng toa thuốc, khống chế việc lạm dụng kê đơn hoặc sử dụng đơn thuốc trôi nổi, một đơn thuốc sử dụng nhiều lần. Đây sẽ là các lợi ích mang lại đơn thuốc điện tử đang được Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh thành áp dụng. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện hạng 3 trở lên phải hoàn thành việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 30 tháng 6. Các nhà thuốc sẽ tiếp nhận đơn thuốc và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Thế nhưng ghi nhận của báo Tuổi Trẻ thực tế hiện nhiều bệnh viện nhà thuốc cho biết đơn thuốc điện tử hiện vẫn chưa được đồng bộ liên thông với hệ thống đơn thuốc quốc gia, chờ thêm hướng dẫn từ Bộ Y tế.
Khảo sát báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2021 cho thấy không có phản ánh nào của doanh nghiệp về chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, trong khi ở các lĩnh vực khác vẫn còn xuất hiện. Sở dĩ ngành thuế có được đánh giá khả quan nêu trên là do áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện và xử lý thủ tục hành chính. Thực tế cho thấy việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sẽ giảm cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ nhà nước với doanh nghiệp, từ đó sẽ góp phần hạn chế được chi phí không chính thức và tạo điều kiện cho cán bộ tập trung giải quyết các vấn đề chuyên môn hiệu quả hơn. Thời gian gần đây, giới hoạt động âm nhạc trẻ vẫn đang tích cực khai thác chất liệu âm nhạc dân gian và nghệ thuật truyền thống trong những sản phẩm mới. Tuy là hướng đi đáng khuyến khích góp phần tạo nên sự sôi động cho đời sống âm nhạc nước nhà, thu hút sự quan tâm của công chúng, song số lượng sáng tác biểu diễn để lại dấu ấn bền lâu khá ít ỏi. Theo báo Hà Nội mới, việc khai thác vốn cổ trong các sáng tác âm nhạc đương đại hiện nay rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, có những ca khúc chưa mang chất liệu âm nhạc của vùng miền nào trong giai điệu chính. Có những MV nếu không xem hình ảnh thì khó cảm nhận được màu sắc dân gian, truyền thống chứa đựng trong đó. Kho tàng âm nhạc dân gian và nghệ thuật truyền thống Việt Nam vô cùng phong phú. Người sáng tác hoạt động âm nhạc đương đại cần dấn thân tìm tòi, khai thác sâu hơn để tạo nên những tác phẩm chất lượng có giá trị cho âm nhạc Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chương trình Chào Ngày Mới xin được tiếp tục với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Thanh Hương. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, từ tháng 7 năm 2018, Tổ chức Động vật Châu Á đã kết hợp cùng với Vườn Quốc gia York Don thực hiện dự án chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi nhằm tiến tới chấm dứt du lịch cưỡi voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đảm bảo phúc lợi, qua đó tăng cường hiệu quả bảo tồn loài voi tại nước ta. Mô hình du lịch mới mẻ này đang ngày càng thu hút đông đảo khán giả du lịch tham gia khám phá. Không phải là hình ảnh cưỡi voi như thường thấy. Voi không còn bị xích ở một nơi cố định. Ngài voi cũng không còn dùng công cụ hay đòn roi để huấn luyện voi. Đây chính là những hình ảnh mà du khách sẽ được thấy khi tham gia trải nghiệm tour du lịch sinh thái thân thiện với voi tại Vườn Quốc gia York Don. Thay vì phải phục vụ, chở khách, thì ở tour du lịch này, voi trở thành chủ thể của chuyến đi. Du khách đi tour sẽ được hướng dẫn đi sâu vào rừng để được nhìn thấy voi trong khung cảnh tự nhiên, được hướng dẫn viên thuyết minh về những loài cây là thức ăn yêu thích của voi, tập tính của voi. Qua đó, có thêm kiến thức về thiên nhiên nói chung và loài voi nói riêng. Du khách sẽ được song hành cùng voi để được ngắm nhìn, quan sát các hoạt động sinh hoạt tự nhiên của voi, điều mà trước đây rất ít người có cơ hội chứng kiến. Bước đầu thì cũng có một số cái khó khăn. Thứ nhất là cái mô hình này chưa được phổ biến rộng rãi, và thứ hai nữa là du khách cũng chưa quen được với cái mô hình du lịch này. Và sau đó thì có rất là nhiều bạn trẻ cũng như nhiều người nước ngoài cũng như các cái tổ chức, người ta rất ủng hộ cái chương trình này và người ta đã tham gia vào tour. Từ đó thì thu hút được rất là nhiều sự chú ý của báo chí cũng như là các phương tiện thông tin truyền thông về cái chương trình này, và làm cho du khách thay đổi cái ý nghĩ về cưỡi voi và họ đã tham gia vào cái chương trình voi này nhiều hơn. Là một trong những khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất trên cả nước, tại Vườn Quốc gia York Don hiện đang có 8 cá thể voi sinh sống. Để tour du lịch đi vào hoạt động, ban quản lý đã vận động các hộ gia đình đưa voi nhà vào vườn quốc gia, đồng thời tuyên truyền và thuyết phục các quản tượng thay đổi nhận thức. Thay vì khai thác voi làm du lịch theo phương thức cũ, thì giờ đây họ cùng voi vào rừng để voi được tự do đi lại, kiếm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống của voi mà vẫn bảo đảm được yếu tố thu nhập cho quản tượng. Hồi xưa thì cũng có dùng công cụ như cái móc, như bên đây kêu creo, hoặc là cái búa gỗ làm bằng gỗ mình thủ công mình. Thì cũng có đập con nai voi bên dự án, nhưng bây giờ là không có dùng cái dụng cụ mà để móc voi, chỉ điều khiển bằng miệng. Là nai voi thì thấy vui, với lại voi ăn no khỏe mạnh là nai voi đã thấy vui. Họ đang chăm sóc voi theo cái tập tính mà nói ông bà để lại trăm năm nay rồi.
nó. Nói chung là nó một dạng như là thói quen rồi. Bây giờ thay đổi thói quen thì khá là khó, nhưng mà khi đã thay đổi được rồi thì họ lại quen với cách này. Đó. Thì hầu hết là họ cảm thấy ừ thì đâu có cần phải sử dụng cái công cụ hỗ trợ để trừng phạt voi làm gì đâu. À, mình nói mình chăm sóc voi bằng cái tình cảm thì voi vẫn phối hợp mà. Đó. À, chỉ có nhiều trường hợp những voi nó khó tính. Đó. Thì cần phải chữ chăm sóc theo dõi của từ 2 nài trở lên thì mình sẽ có những nhóm nài mình chăm sóc. Mô hình du lịch thân thiện với voi đang ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều du khách trong và ngoài nước. Hiệu quả mà tour du lịch này đem lại không chỉ là môi trường sống tốt hơn cho loài voi mà còn lan tỏa được tinh thần yêu thiên nhiên, bảo vệ sinh cảnh hoang dã đến với nhiều người hơn. Gallery ký ức nhiếp ảnh, chắc hẳn khi nghe tên gallery này, quý vị sẽ đoán ngay về một không gian liên quan đến nhiếp ảnh, nơi các nhiếp ảnh gia, nhà báo gửi gắm những kỷ vật của mình, những con người mang đậm dấu ấn thời gian. Và đó cũng chính là không gian ký ức của nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng. Căn nhà của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng hầu như ngày nào cũng có khách đến chơi. Đó là những nhiếp ảnh gia, nhà báo, những người dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh. Lắng nghe câu chuyện của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội, tôi càng hiểu vì sao họ lại dành tình cảm đặc biệt và sự trân trọng cho không gian ký ức này. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng chăm chút từng kỷ vật, viết giới thiệu, sắp đặt khoa học, không gian nhỏ nhưng tập trung được nhiều câu chuyện lớn. Hơn ai hết là tôi hiểu cái giá trị của từng chiếc máy ảnh nó gắn liền với cuộc chiến của dân tộc, gắn liền với cái sự hoạt động trong nghề nghiệp, trong sáng tác ảnh nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ, những nhiếp ảnh gia ở Việt Nam. Cho nên là chính từ ý thức đấy mà tôi nung nấu một cái ý định là sẽ thành lập một cái ký ức nhiếp ảnh với mục đích là lưu giữ những cái tác phẩm, những cái hiện vật, những cái máy ảnh gắn liền với cuộc đời, tên tuổi, những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những nhà báo gạo cội ở Việt Nam. Có thể gọi là một ký ức nhiếp ảnh, nhưng nó có thể là gọi là một cái bảo tàng nhiếp ảnh nhỏ cho cái giới nhiếp ảnh Việt Nam. Từ khay tráng phim, máy phóng ảnh đen trắng, áo khoác hay những chiếc máy ảnh của nhiều thương hiệu đều là những câu chuyện, những ký ức về con người, về nghề nghiệp và sự kiện của các giai đoạn lịch sử khác nhau. Hơn 500 hiện vật đang lưu giữ tại bảo tàng tại gia này chính là tình cảm, sự tin tưởng của rất nhiều người dành cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng. Soạn ra có một cái máy Rolleiflex mà đã mấy chục năm cùng đi với tôi khắp Bắc Nam để chụp những các cái hình để giới thiệu. Thế thì tôi mang đến đây để tặng cho ký ức nhiếp ảnh, đúng là cái máy Rolleiflex đầu tiên ở ký ức này. Từ khi Gallery Ký ức nhiếp ảnh đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm đến của những người làm nghề cũng như nhiều người yêu nhiếp ảnh. Điểm thu hút mọi người đến với ký ức nhiếp ảnh không chỉ là vì những câu chuyện, dấu ấn của các hiện vật, mà còn là tình cảm, niềm tin của các đồng nghiệp muốn gửi gắm các kỷ vật đã từng gắn bó đến với nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng. Đó chính là sự khích lệ để nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng có động lực vun đắp và hoàn thiện cho ký ức nhiếp ảnh của mình. Thưa quý vị, xã hội ngày càng hiện đại, con người ngày càng tiếp cận với những công nghệ mới để phát triển xã hội văn minh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho một số nghề đang dần biến mất. Trong số đó có thể kể đến đó là nghề đóng và sửa sách cũ. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ một người hết sức đặc biệt, người đã dành hơn 40 năm để phục chế sách cũ và cũng là người cuối cùng và duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh còn theo đuổi công việc này. Thank you.
đóng sách cũ này cũng mấy chục năm rồi đó, khoảng năm 90 đến giờ ở nhà làm không. Từ tháo sách, mấy sách dán sách từ mình làm hết, lấy sách lại, tháo thì trang, cái tờ nào rách mình dán lại, tờ nào cho bìa giấy mặt thì mình rách, bồi lớp giấy lên để cho nó giữ cái bìa nó lại, xong rồi mình sắp sắp xếp gọn gàng hết. Để cho nó ăn xong dán hồ cho nó khô như này. Mà mình may cuốn sách cái bìa đó mình giữ lại nữa, đi may sách mình làm bìa cắt tông bìa cứng để mình che nó lại để nó hoàn thành một cuốn sách. Cái nhìn cuốn sách nó te tua tan tác, cái mình làm xong sách nó gọn gàng lại, cái mình cũng thấy hay. Khi mình làm xong mình thấy thích rồi là mình cũng thích, đương nhiên là chủ sách lại thích hơn nữa. Đó là niềm vui mình có. Chủ sách họ rất là quý sách, nhiều sách này của xưa ông nội để lại cho ông già mình để lại cho mình. Cái sách thì nhà nước cũng cái tái bản, nhưng mà người ta lại thích cái kỷ niệm đó nên đóng lại giữ lại để cho thế hệ sau là con không cháu không coi. Có nhiều sách mình coi khi mình rảnh, hồi xưa mình học cái gì xong mình bây giờ mình đóng lại sách cũ, đâu ai cho mình mượn đâu. Đưa hư rồi đóng rồi mình được coi, kiến thức mình được thêm chút. Cái nghề này hợp với mình, ngồi làm hoài. Nhưng mình làm hết pin thôi. Mình đâu có làm cái gì nữa.